ngày 7 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó thu giữ gần 150 khẩu súng các loại, 250 viên đạn, hơn 4.000 dao kiếm cùng hàng trăm công cụ hỗ trợ khác. Trước đó, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận Gò Vấp, Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng một số phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra truy xét. Qua đó, Công an đã bắt giữ được các đối tượng trong đường dây này, gồm Trần Bá Lộc sinh năm 1997, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, trú quận 12, Đinh Việt Thái Bảo sinh năm 1992, ngụ quận 12, Nguyễn Quang Huy sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp, Phan Văn Trí sinh năm 1996, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú quận Gò Vấp. Bước đầu, Công an xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội làm phương tiện để đăng tin quảng cáo, trao đổi mua bán. Khi có người nhắn tin mua hàng, nhóm yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Sau đó nhóm sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua. Với số tiền còn lại thì được người mua thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng.